Chính phủ Lào hôm qua đã ban hành lệnh cấm tổ chức các hoạt động có nguy cơ làm lây lan dịch COVID-19 trong dịp Tết cổ truyền của nước này từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Lào đang đối mặt với làn sóng dịch nghiêm trọng trong những tuần gần đây. Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào cho biết lệnh cấm sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 4. Theo đó, các buổi hòa nhạc, chương trình nghệ thuật và biểu diễn ngoài trời đều không được phép diễn ra. Ngoài ra, chính quyền các tỉnh và thủ đô Viên Chăn cũng ban hành nhiều lệnh cấm trong dịp này. Thủ đô Viên Chăng thông báo sẽ không tổ chức các hoạt động thường niên trong dịp đón năm mới như tổ chức lễ cầu an, cuộc thi hoa hậu đón năm mới cũng như phong tục té nước, bắn pháo hoa. Lệnh cấm trên được đưa ra khi Lào ghi nhận từ 1.000 đến 2.000 ca mắc mới mỗi ngày trong những tuần gần đây. Giới chức Lào lo ngại số lượng ca nhiễm sẽ tăng mạnh trong dịp Tết cổ truyền khi người dân tập trung tham dự sự kiện năm mới.